Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay 25 tháng 9 năm 2020, Tiến Dũng vừa setup xong một bộ 4 thiết bị, đó là giải mã FIO Vangutin Amplifier Nông 2000 và cặp loa Bow 701 CD2. Bộ 4 thiết bị này phù hợp cho việc nghe nhạc và kết hợp hát karaoke gia đình trong các không gian tầm trên dưới 40m2. Tiếng của nó rất mạnh mẽ, thoải mái. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm một đoạn karaoke trực tiếp từ chiếc TV Internet. Sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Quý vị quan tâm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biển biển. Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím, khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sông hoa ngoài trận tuyến, ai hẹn được ngày về. Rồi một chiều máy bay từ nơi chiến trường Đông Bắc đó, lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang biển biển. Một chiều nữa được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ, để không chết người cháy khói lửa, mà chết người em gái nhỏ phương tuổi xuân thì. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ ba thiết bị kết hợp với micro Mango của Trung Quốc chính hãng, dây Broen của Ý do Tiến Dũng thi công. Micro này chỉ có giá 900 ngàn trên một cây. Và chi tiết của các sản phẩm ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đầu tiên là giải mã FIO K5 Pro. Đây là một giải mã chuyên nghiệp chuẩn Hi-Res Audio, hàng chính hãng của Trung Quốc, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 năm. Sản phẩm này có mức giá chỉ 4 triệu đồng, tặng kèm theo dây quang để kết nối đến TV. Đây là thiết bị giải mã chuyên nghiệp phục vụ cho việc giải mã cổng quang của TV Internet. Nghe nhạc, hát karaoke, giải trí gia đình đều rất tuyệt vời, mức giá chỉ 4 triệu. Và tiếp theo đó là vang số Gutin KM6FX hàng chính hãng. Chiếc này có mức giá 3 triệu 600 ngàn, Tiến Dũng tặng kèm theo bộ dây ba lăng Broen của Ý do Tiến Dũng thi công. Bộ dây này quà tặng có mức giá 400 ngàn. Chỉ 3 triệu 600 ngàn, một vang số chỉnh tay, rất dễ lắp đặt và rất dễ điều khiển. Và tiếp theo phía dưới này đó là một chiếc Amply Denon model 2000 4 la mã. Đây là chiếc Amply Tiến Dũng đã có rất nhiều bài test và giới thiệu. Chiếc này tình trạng zin nguyên bản, tuyệt đẹp, hàng bãi về. Đối với Denon 2000 4 la mã, máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS, công suất nguồn 275W. Máy có thể chơi được hai cầu loa hoặc chơi loa bi-wire, tiếng rất mạnh mẽ, thoải mái. Chiếc này với mức giá thông thường 17 triệu 500, tình trạng zin đẹp. Tuy nhiên với chiếc này có vài vết lốm đốm rất nhỏ ở đây. Anh em thấy có một vài cái lông mèo, lông chuột ở đây, tức là vết chảy xước rất nhỏ. Tiến Dũng bán với mức giá chỉ 17. Máy tuyệt đẹp, hàng bãi, bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến anh em. Đây là tổng thể phía mặt sau. Denon 2000 4 la mã, điện 100V, công suất nguồn 275W. Máy có thể chơi hai cầu loa A và AB cộng, trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Tiếng rất tuyệt vời, đặc trị tất cả các dòng loa Bow.
17 triệu cho một chiếc âm ly hàng bãi tuyệt đẹp. Và ở đây quý vị vừa nghe âm thanh rất mạnh mẽ, đó là phát ra từ cặp loa Bow 701 Series 2. Đây là dòng loa khá hiếm của thương hiệu Bow, đến từ Canada, hàng Mỹ sản xuất tại Canada. Cặp loa này là cặp loa cột của thương hiệu Bow, với cấu trúc rất đồ sộ. Loa sử dụng một bát súp điện 20cm, một loa mid low nằm ở phía đằng sau, đây là lỗ thông hơi, và một loa mid high phía đằng trước, cũng như một chép 6cm phía đằng trước. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Thùng loa màu xám, sang trọng mạnh mẽ. Tiếng của dòng này rất tuyệt vời. Anh em có thể phục vụ cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 40m. Đối với loa Bow 701 Series 2, cấu tạo 4 loa trên một thân thùng. Vỏ thùng màu xám, rất đẹp. Thùng được trang trí bên ngoài bằng simili màu xám. Đây là tổng thể phía mặt sau ở loa bên đây. Lỗ thông hơi rất lớn. Trong này có một bát súp, hứa hẹn tiếng súp rất mạnh mẽ. Đây có thể nói là dòng loa bốt có tiếng bát mạnh mẽ nhất nhờ vào súp điện. Đây là phần tem thông số Bow 701 Series 2 Speaker. Với phần công suất của loa ở phía bên trong là từ 10 đến 300W, trở kháng 6 ohm. Và công suất của cái loa súp phía bên trong sử dụng điện 120V, công suất nguồn 260W. Anh em hình dung chúng ta có hai cái loa súp loại 20cm nằm ở phía đằng sau, một súp bát bên đây và một súp bát cho thùng loa bên kia. Dây điện cấp nguồn 120V vào đây. Ở đây chúng ta thấy có công tắc nguồn và dây cáp kết nối từ bên đây sang loa bên kia. Đây là dây cáp kết nối giữa hai loa với nhau, dây cáp zin theo loa. Ngoài ra đối với loa súp này chúng ta có thể sử dụng như một loa súp điện, kết nối ngõ tín hiệu vào đây, jack bông sen. Chúng ta có thể sử dụng loa súp này như một loa súp điện dùng nghe nhạc và hát karaoke độc lập với các dòng loa khác nữa. Rất tiện lợi, rất chuyên nghiệp. Cặp loa Bow 701 Series 2 có thông số kỹ thuật, công suất tối đa 300W, trở kháng 6 ohm. Và công suất của loa súp bên trong là 260W. Loa có kích thước chiều ngang 20cm, chiều sâu của loa là 43cm và chiều cao của loa là 97cm. Trọng lượng tôi ước tính khoảng gần 30kg trên một thùng, rất nặng. Với mẫu loa Bow 701 Series 2, cặp loa cho âm thanh rất tuyệt vời, trung âm sáng rõ và đặc biệt tiếng bass không có đối thủ. Cặp loa có mức giá chỉ 16 triệu, mức giá rất tuyệt vời. Một cặp loa hàng Mỹ sản xuất tại Canada, phục vụ vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Anh em không cần phải hỗ trợ thêm bất cứ một loa súp nào nữa, bởi tiếng bass của nó rất mạnh rồi. 16 triệu cho cặp này. Và phía trên đây thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu loa trợ L, nhiều anh em còn gọi là loa L. Đó là mẫu loa Bow 201 Series 3. Đây là e-căng của nó. 201 Series 3 sử dụng một bát 16cm màng giấy gần vải, một loa chép loại 6cm. Cặp loa tuyệt đẹp vừa về ngày hôm nay, tình trạng zin nguyên bản, series trùng số đúng cặp. 201 Series 3 hàng được sản xuất tại Mexico, tình trạng zin nguyên bản, series trùng số đúng cặp. Cặp này có mức giá 4.500.000. Và phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa nữa thương hiệu Bow. Đó là mẫu loa Bow 201 Series 4. Mẫu này anh em có thể sử dụng như loa lời, sử dụng một bát 16cm và một loa chép loại 6cm. Tiếng của dòng này rất sáng rõ, âm thanh đi rất xa.
Đây là tổng thể của mẫu loa này. Lỗ thông hơi nằm phía bên hông. 201 Seri 4. Tình trạng zin nguyên bản, seri trùng số đúng cặp. Loa được sản xuất tại Mexico. Cặp loa này có mức giá cũng chỉ 4.500.000. Mức giá rất tuyệt vời. Anh em có thể sử dụng cho các không gian nhỏ tầm trên dưới 15m2 để nghe nhạc, hoặc hỗ trợ cho các dàn nghe nhạc hát karaoke. Tiếng trung âm của nó rất tuyệt vời. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào, xin cảm ơn.